Mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là một ngày cũng rất là sớm, thì mình cũng đi công việc của mình đó. Thì mình thấy là chị Bích bây giờ cũng đang đi ở ngoài đường mọi người. Thì xa xa là cả nhà mình cũng có thấy là chị Bích mặc cái áo dài màu vàng ha, rồi cái dù màu đỏ nè, mọi người thấy không, đi còn đeo kiếm nữa, rồi vàng đeo rất là nhiều đó. Thì hôm nay là cũng trang điểm nè, rồi cũng tóc giả nè, rồi cũng mặc cái bộ đồ bộ ở trong, rồi áo dài ở ngoài đó, đi đeo vàng quá trời, cầm theo một cái kính nữa, cầm theo một cái kính, rồi ở trên tay là có một cái ly trà đá ha, rồi với một cái bắp. Hôm nào cũng vậy, hôm nào cũng thế hết, là ngày nào cũng y chang như vậy đó. Đó mọi người coi nè, đi nè đấy nha, yeah. Không như là công chúa đồ đang đi ha. Đây hôm nay coi công chúa hôm nay trang điểm sao ha, coi công chúa hôm nay có khỏe hay không nha. Qua lá hẹ hôm nay là qua gì nha, qua gì đó, mới ra hả? Rồi thôi, trong đây mát mà, bỏ cái dù xuống đi, em hỏi thăm chút đi. Mới ra mà đây trang điểm đẹp là lòng lộng ha, hôm nay đeo cái kiến thời thượng luôn ha. Trời ơi, gắn cái bông là coi như là thời trang luôn ha, dữ à. Rồi sáng ăn gì cho chị Bích? Ăn mì uống thuốc rồi chị mới ra. Thôi đây là má. Rồi áo dài sao mà bữa nào cũng có một bộ mới chơi nha chị Bích? Tại chị giặt á. Dạ hả? Chị mua xà bông vậy chị giặt. Dạ. Rồi cái bộ tóc giả này chị có giặt không? Tóc giả Tết chị chợ giặt rồi. Dạ hả? Trời ơi, nay cái kiến ở đâu mà đẹp quá vậy? Chị mua chợ có Long Hồ á. Trời ơi, chị ở đâu mà chị đẹp quá vậy? Nhà chị ra. Trời ơi, nay trang điểm hoài à? Nay trang điểm đẹp quá trời ta ơi. Nay trang điểm mắc kiểu này mắc kiểu gì đó chị? Mắt trái tim hả? Con mắt mà trái tim hả? Rồi cái miệng? Cái miệng ong bột ấu. Miệng trái ấu hả? Miệng trái ấu. À còn mắt xanh là mắt gì? Mắt chọc dừa. Mắt chọc dừa hả? Rồi cái bông trên đầu là bông gì vậy? Bông hoa mai. Bông hoa mai hả? Đâu em thấy có miếng bông hoa mai nào đâu. Trời ơi, coi cái kiến đi, chị cầm mấy kiến chị coi cái gì vậy? Tại chị thích. À hả? Chị coi cái người chị hả? Phải không? Thích. À hả? Trời ơi, chị sao mà đeo vàng quá trời vậy? Bữa nay coi có cái nào mà mình làm từ thiện bớt đi chị. Vợ buồn với chị đeo. Chị hả? Biết rồi, nhưng mà nhiều quá rồi, mà làm từ thiện cho mấy người khó khăn bớt đi. Chị nghèo lắm, nghèo hơn mấy nhỏ kia. Trời ơi, nghèo quá trời nghèo ha. Chị mà nghèo rồi không biết ai mà giàu rồi nghe. Vàng đeo đỏ ta hết trơn, dây chuyền đeo 5 cộng, nhẫn đeo là 20 chiếc, rồi á coi như là lắc là 30 chiếc, rồi á đeo bông, đôi bông là đeo bông lấp lánh luôn. Mua ở đâu vậy? Lúc trước chị ra Vĩnh Long chị mua. Trời ơi, đâu bây giờ coi như là có cái nào bán bớt không, bán lại cho em trả tiền cho. Chị em hàm của chị để chị đeo. Vậy hả? Rồi bây giờ em mua cho chị bộ khác, là bây giờ chị cho em bộ này hết đi được không? Không được. Cái bộ này cũ rồi. Em cho bạn chị nhớ bạn chị lúc trước đi chung với chị, là bạn gái đi chung vô nhà thăm chị không? Bé Ngọc. Đúng rồi bé Ngọc đó. Rồi bây giờ là chị có muốn là em với bé Ngọc mua cho chị một bộ mới, là cái bộ này rồi mình bỏ đi chịu không? Của chị. Biết rồi của chị, nhưng mà bây giờ mình thay đổi cái bộ mới hơn đi. Bữa nào đi có cho chị. Cho chị, nhưng mà chị có cho cái bộ này lại không? Cái bộ không này bỏ. Có chị. Cái bộ này tháo ra không đeo nữa. Ha, có chị. Biết rồi, nhưng mà bộ này tháo ra mình không đeo nữa được không? Ha, chị có chịu đâu, có chị. Không lẽ chị đeo của chị. Không để chị đeo chồng lên luôn. Chồng thì chị đeo mà mở chị không chịu. Biết có rồi, chị. Nhưng mà mình tháo ra cho nó cái nào mà nó xấu rồi mình bỏ, mình đeo cái mới. Ai của chị. Của chị nữa. Đâu bây giờ cái bàn tay đâu, cho em coi cái bàn tay đi. Đâu, cái này là nhiêu chiếc vậy? Cái này 5 cây á. Nhiêu đâu? 5 cây. Đâu, 5 cây đâu? Rồi bên kia. Bên kia qua 7 chỉ. Trời ơi, vàng đeo đỏ ta hết trơn vậy đó trời. Rồi dây chuyền là mấy chiếc, mấy cộng? Là 4 cộng. 4 cộng hả? Ơi, gì đâu mà đeo quá trời đeo vậy. Rồi lắc bên đây là mấy chiếc lắc? Đâu cho em coi cái bàn tay của chị coi. Chị có là mua nhiêu tiền vậy chị Bích? Mấy chục ngàn giả không à, mua cho tôi đó. Vậy hả? Vàng mấy giả. Mấy chục ngàn hả? À. Vàng giả không mà đem chị giữ vậy. Mà. Vàng giả không mà đem chị giữ vậy. Chị thích. Đeo là mốt trộm cướp nó bắt chị đó. Chị thích hoài. Tại chị uống thuốc à, chị thấy họ bán chị mua.
giờ mình ngày nào chị uống hết trơn á. Biết rồi. Vậy năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay chị mới có 20 tuổi. Năm nay mới 20 hả? Trời ơi, được gái mừng mỡn ha. Trời, trẻ như vậy, tính ra chị trẻ như ta. Em tính đâu chị Phước á. Em tính đâu chị khoảng 18 chị tuổi à. Hoài à. Em... ngày nào chị uống hết trơn á. Em tính đâu chị khoảng 18 tuổi chứ ai ngờ đâu 20 trời. Chị Phước à. Rồi có bạn chưa? Không, chị không có thích què. Vậy hả? Rồi sắp tới chị có tính lấy chồng gì không chị? Không, chị không thích, chị không thuốc. Vậy hả? Biết rồi, nhưng mà em thấy chị gặp con trai chị nói chuyện quá trời nói chuyện vậy. Chị ca chứ được, chị đâu nói chuyện. Ca gì với người ta vậy? Đâu cái đó gì đâu. À, hả? Tỏ tình với người ta hả? Không có nghe. Có không? Không có. Thôi thấy mà. Chị thấy chị ca, chị có nói gì đâu. Thấy chị thấy con trai cái là chị nhảy cái tờ cà dông chị ca chị hát chị chỉ chị chỏ gì chị múa nữa. Chị ca với chị đâu nói chị gì đâu. Tỏ tình với người ta phải không? Không có. Không, có để ý ai đâu? Không có luôn. Có để ý đà, ở đây không có, tại chị ra đây chị mua chị lấy đồ ăn về chị uống thuốc. Có để ý ai đây không mà đi tối ngày không vậy? Không có luôn. Không có, chị lấy đồ ăn về ăn cơm chị uống thuốc. Vậy lấy đồ ăn rồi xong về đi. Chút chị về, chị vòng về, đi, về thấy chồng má. Trời ơi. Thấy chiều má chị vòng qua vòng lại chị về. Trời ơi, nói thiệt đi, có ai để ý ở đây ai không? Không có. Chị ra chị lấy đồ ăn rồi chị về, chị ăn cơm, chị uống thuốc. Hả, không có để ý anh nào chơi ha? Không có. Rồi sắp tới rồi dự định lấy chồng không? Năm nay 20 rồi. À, chị có ham. Đàng hoàng tử tế là chị mới ham. Sao mà đàng hoàng? Tại chị uống thuốc. Sao mà đàng hoàng, sao mới tử tế? Thì như chị đó chuyện vậy chị mới ham. Tức là say sở làng hoàng tử tế như chị mới ham. Thôi chị uống thuốc tội nghiệp chị. Ở nhà uống thuốc thôi chứ không có muốn có chồng ha. Chị uống ham. Rồi ở nhà chị uống thuốc, thuốc đâu. Ở nhà uống thuốc không mà sao mà đeo vàng dữ dằn vậy. Tại chị thích. Đây mọi người coi nè, dây chuyền là nãy 5-6 cộng ha. Là đeo nó là quăng cổ luôn. Tại chị thích mua. Uống thuốc á chị thấy ai ở thấy chợ cô hả bán á. Chị mua. Thuốc gì vậy chị? Thuốc dưỡng thai. Trời đất ơi, ngày uống mấy viên? À, sáng thì buổi sáng thì chị uống 20 viên. Buổi trưa thì chị uống 15 viên. Trời ơi. Buổi chiều thì chị uống 20 viên. Buổi tối thì chị uống 10 viên. Trời ơi, vậy, uống liều. Vậy là một ngày uống 4 liều là mấy viên lận? Tổng hết là mấy viên? Chị không biết, chị nên thấy là to hay ghi vậy, chị không có tổng cộng. Vậy là 30 nè, với 20 là 50 rồi. Với 20 nữa là 70. Chị sao bệnh đó. Thôi uống chi dữ thần vậy. Chị sao bệnh? Nhìn chị vậy. Uống liều à. Nhìn chị vậy ai nói chị bệnh em cự rồi nha. Tại chị bệnh. Chị không có bệnh. Chị không có bệnh. Nhưng mà mắc bệnh thuốc là chị chết liền á. Đúng rồi. Uống thuốc có thuốc thì hẳn ngon chứ không có thuốc là bệnh đó. Dạ. Chị không có ham. Rồi. Chị uống thuốc chị về chị uống thuốc chị không có ham. Vậy hả? Rồi năm nay 20 tuổi rồi có mối tình dắt dai nào chưa? Có, chị không có ham, tại chị uống thuốc á. Ngồi giấu hoài. Chị không có ham, không có. Thiệt không? Thuốc, thiệt chưa? Thiệt chưa? Không có luôn. Trời ơi. Không có đâu. Đẹp lòng lòng như công chúa vậy mà không lẽ không có mối tình dắt dai nào trời. Có luôn, tại chị uống thuốc rồi đừng sáng chị ra chị lấy từ đồ ăn về chị uống thuốc. Rồi giờ có canh nào theo đuổi chị không? Có luôn, chị đi chợ, chị sáng chị lấy đồ ăn về chị uống thuốc. Dạ. Hồi xưa chị học tới lớp mấy chị Bích? Hồi xưa chị học lớp 7 mà kinh nguyệt chị không nổi mà hôm mà tới 23 có kinh nguyệt lại rồi. Dạ. Dính quần, dính áo rồi chưa cho chị em hỏi nè. Phải giặt đồ. Em hỏi nè, sao mà chị đi theo á, đi ra ngoài đường á chị phải đeo vàng nhiều vậy hả? Sao kỳ? Chị thích đeo vàng. Biết là chị thích rồi nhưng mà đeo vàng vậy nhiều khi vàng giả nó đứt cái tay chị luôn đó. Có đâu. Có đâu. Bây giờ sao? Làm sao chị mới muốn bỏ cái vàng này? Đeo à. Bây giờ chị mua vàng thiệt cho chị đeo rồi chị bỏ vàng giả chịu không? Thôi mẹ của Hương la Hương chết tiền đó luôn nghiệp cơ. Không phải giống như là bạn cho chị bạn mấy bạn gái cho chị bạn. Mấy bạn gái cho chị. Thôi chị không có thích. Trời ơi, tao xây vòng em coi coi cái dáng của chị coi. Nè trời ơi, tóc tai ha là tóc bằng vải hết nha mọi người, rồi gắn bông giả lên ha. Vậy hả? Cuốn gọn cho nó nhẹ. Hết kinh nghiệp lại rồi chị cuốn gọn cho nó nhẹ. Dạ. Sao mà mình không mình nó đeo mình không đeo nó mới nhẹ chứ. Thôi có nhiều quá à. Hả? Năm mới làm bài thơ năm mới cho em nghe đi. Hả? Không có sợ. Ừ. Sắc sương rộn ràng hạnh phúc tươi vui răng rờ kỷ niệm hát bội mùa xuân đó là Tết xuân.
chúc cho mãi mãi tưng bừng cuộc sống, tưng 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 vào vào bệnh nhân hấp hả, đó là mấy chị chúc xuân tuyệt vời. À chúc xuân tuyệt vời luôn á ta ơi, dữ là hay à, nghe tính ra hay à. Rồi 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 mà bây giờ á là còn khẩu trang đeo không? Còn còn rồi không, sao không lấy khẩu trang ra đeo? Lấy đeo mới kiếm thì chờ nổi nắng chị đeo khẩu trang. Thôi bây giờ đeo khẩu trang vô, lấy khẩu trang đeo vô. Còn không còn khẩu trang thì đem cho khẩu trang nè, cái khẩu trang này nè, phải đeo cái khẩu trang giống em này nè, đeo vô. Rồi đeo vô đi, bạn cho chị đó, đeo vô. Đi đâu mà không đeo khẩu trang trơn là nguy hiểm lắm á trời. Biết rồi, mát là bây giờ chị biết dịch bệnh gì không? Dịch bệnh ha. Chị biết dịch bệnh gì không? Dịch bệnh gia cầm. Bệnh gì? Dịch bệnh gia cầm hả? Dịch bệnh gì đó, chị quên rồi. Chị nói dịch cúm gia cầm mọi người. Này là dịch bệnh Covid nha. Covid hả? Rồi rồi bây giờ em hỏi nè, chị có được chích thuốc mấy cán bộ vô có chích thuốc ở trong nhà chị chưa? À, chị không thuốc à, chị sợ lắm. Vậy hả? Bây giờ ha, chị mà không lột vàng ra ha, không tháo bớt vàng ra là em kêu người ta vô chích thuốc cho chị đó. Chị không thuốc à? Biết chị rồi. Đâu. Bây giờ nếu mà chị không nghe lời, chị không bỏ vàng ra bớt là em kêu vô chích chị đó, chị chịu không? Vậy bây giờ chị bỏ vàng ra đi. Để chị đeo. Đeo vậy đeo là em chích kêu công an vô mấy người y tế vô chích thuốc cho chị đó. Chị không thuốc à, cứ làm vậy chị bóc thuốc vô nhiều á. Thôi đừng uống nhiều. Nhưng chị uống nhiều à. Uống nhiều mà bây giờ chị đeo vàng chi mà ta mới chích thuốc cho chị. Chị không đeo vàng là ta không chích. Bây giờ tháo cái bớt đi. Chị không chịu. Bây giờ để chị đeo. Bây giờ đeo bên đi rồi tháo bên kia đi. Chị không chịu để chị đeo. Tội nghiệp chị. Tội nghiệp chị gì? Bây giờ chị tìm người tội nghiệp chị mà bây giờ chị đi ra ngoài vậy hoài rồi chị có tội nghiệp người ta không? Không ta có, chị lấy dịch bệnh cho người ta làm sao? Tội nghiệp chị không thuốc, đúng giờ ra chị uống. Trời ơi. Biết. Chị không có ham. Không có ham ai? À, không có ai ham đeo vàng giống chị đâu chị ơi, nè vàng đeo nè 5-6 cộng nè. Tại chị không thuốc, ngày nào chị uống hết trơn á. Thôi mốt em báo công an vô, dẫn công an vô tới nhà chị luôn, em biết nhà rồi. Em nói chị là trình bày là chị là do là chị đeo vàng quá nhiều, chị đi quá nhiều nơi. Không có, chị đâu có đi đâu. Tại chị không thuốc, sáng chị ra chị lấy đồ ăn về chị không thuốc. Thôi, mà cho công an điều tra chị có quen ai ngoài đây không mà chị đi không nè. Không có đâu. Tại chị không thuốc. Thôi mốt đi đâu phải đeo khẩu trang vô chứ không phải trời nắng trời mát hết trơn nha. Giận gì nha. Mời chị gà mời đi sớm chị đeo. Dạ. Đi đi nha. Hát cái bài nào cho em nghe không? Hát bài đi. Mưa cho người ta hai mưa vòng vòng. Mưa mùa xuân. Là lá la 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 không không bốn. Là con số 4 tháng chạc qua đi tháng Tết vợ về tháng Giêng thích lễ đó là con. Hay quá ta. Trời ơi, cái này chúc xuân an lạc bình an hay quá. Rồi mấy nay ba mẹ chịu khỏe không? Khỏe. Ừ. Bây giờ chị đi như vậy bình thường, chị đi như vậy tới mấy giờ chị mới về? Chúc chị về hả? Mà chị đi tới đâu lận? Vòng mấy vòng rồi thấy chị mát, vòng mấy vòng rồi chị về. Nói sao mà lý do là bữa nào cũng đi là sao chị? Tại thì chị nói là chị mua đồ ăn về, chị uống thuốc. Nè, mua đồ ăn rồi. Uống thuốc. Mà chị thấy chị mát mát rồi ra vòng qua vòng lại chị về. Chị đâu có đi đâu đâu. Rồi nhớ là không có được đi đâu xa nha. Rồi nhớ là phải đeo khẩu trang vô nha. Bây giờ chị đi khẩu trang á, chị là chị nói chuyện với người ta, ta mới nói chuyện với chị. Mà chị không đeo khẩu trang á, người ta không có nói chuyện với chị đâu đó. Biết không? Chưa. Em dặn cái nữa nè. Mà mới mốt á, mặc đồ á này đừng có gắn bông qua nhiều chị ơi, nặng cái đầu lắm. Thì chị cởi bớt rồi nè. Bỏ bớt rồi nhưng mà đừng... lộn rồi đó. Dạ em biết rồi nhưng mà ý em nói là bây giờ mình bỏ luôn đi cho nó nhẹ cái đầu. Chị bỏ bớt rồi. Sống mũi dọc dừa ha, mắt trái son ở miệng trái ấu rồi ha, mà má trái son rồi ha, mà trang điểm quá trời luôn nè, cái em phấn nè mọi người coi nè, này là đi ra ngoài đứa là dễ bị nắng lắm nè, dễ bị nám lắm nè. Vậy đi nha. Rồi bây giờ chị đi về sớm nha. Ừ. Nè bây giờ là 8 giờ rồi đó, 9 giờ về nha. Đó mọi người, nó đi vậy. Nè đang đi công chuyện nên là gặp chị Bích nên là họ hỏi thăm như kêu chị về sớm, khuyên chị về sớm. Nhưng mà hôm nào mình sẽ vô trong nhà của chị Bích á, mình sẽ coi như là mình
khuyên chị tháo vàng ra bớt luôn, khuyên chị là coi như bỏ vàng như hồi xưa vậy đó, lọt vàng ra hết luôn, chứ bây giờ đeo vàng vậy là cũng nguy hiểm lắm. Thứ nhất là nó xiết cái tay của mình, thứ hai nữa là nhiều khi đau lâu ngoài quá thì nó ảnh hưởng tới xương khớp, cái ngón tay của mình, cái lóng tay của mình đó mọi người, nên là cũng rất là nguy hiểm. Mà chị thì hay cố chấp, mà chị nói chị không có chịu, mà cái quan trọng là cái gì của chị là mình không có được đụng vào đó. Rồi ba mẹ nói cũng nói chung là chị Bích chưa không có nghe, ba mẹ cũng khuyên nhiều lắm, cũng nói nhiều lắm nhưng mà chị Bích chưa không có nghe đó. Rồi hôm trước mình tháo ra được rồi nhưng mà cuối cùng bắt đầu là đeo trở lại, rồi bắt đầu là đeo nhiều hơn hồi xưa nữa. Hôm nào thì mình sẽ vô nhà mình tìm cách mình gỡ ra bớt, chứ bây giờ đeo quá trời đeo rồi không có được, nguy hiểm lắm. Thì mọi người thấy chị Bích hôm nay như thế nào? Thì so với mình á thì mình thấy á, thì so với lúc trước á là chị Bích chỉ tùy tụy hơn rồi, chỉ hơi mặt hơi bị nám hơn lúc trước là còn không có bị nám đâu, do là sức kem thì không có tốt nè, sức kem cái loại mà cũng bình thường á nên là bị nám đấy. Bây giờ mình sẽ chạy cây chị Bích một đoạn xem ở chị Bích chị đi đâu, chị làm cái gì nha. Đấy, chị gặp con trai á là chị nói chuyện dữ lắm mọi người, gặp con trai là nói chuyện nhiều lắm. Chị đi đường bên đây đường bên kia, rồi lúc nào cũng che cái dù, rồi lúc nào cũng có cái bắp với một bịch nước vậy đó chị đi, rồi chị mặc áo dài nha, rồi đồ bộ ở trong, rồi quá trời quá đất luôn đó. Nhảy nè mọi người coi nè, đấy tự xây vòng vòng luôn nha. Đó, đi có một mình thôi mà cũng xây như vậy á, mà không hiểu làm sao luôn, thấy tội nghiệp quá trời luôn. Vòng đó. Bây giờ nè cho mọi người xem nè, bây giờ giống như là đang có một cái người ngồi ở đây nè, thì để chị Bích đi ngang xem mà chị Bích chỉ có nói chuyện với cái người cái chú cái anh này không nha, chứ bình thường nếu mà gặp người này người kia là chị Bích chỉ nói chuyện nhiều dữ lắm. Rồi về sớm đi chị ơi. Rồi bye bye chị. Đó, chị đi nè. Để coi gặp mấy anh mấy chú đằng trước coi chị Bích có nói chuyện không nha. Ngày nào cũng đi vậy. Không nhiều ở nhà. Đi tuốt vậy mọi người. Sau này mà lớn tuổi rồi đâu có đi nổi nữa. Gặp mấy người này thì chị Bích chị đứng lại nha, chị đứng lại chị nói chuyện này nha mọi người. Đó, bắt đầu là tề ra rồi nói chuyện với mấy người đó ha, ca hát nhảy múa ha. Đó, không hiểu nổi luôn. Rồi thì hôm nay thì cũng tâm sự, cũng khuyên chị Bích cho chị Bích chị về sớm mọi người. Chứ đi như vậy hoài cũng tội nghiệp, sức khỏe này kia sau này cũng không có tốt. Rồi đeo vàng quá nhiều không có tốt cho cái ngón tay xương khớp nữa. Thì mình sẽ cố gắng mình tìm cách mình khuyên chị Bích thêm ha. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ha, để theo dõi video của mình. Chúc mọi người một buổi sáng thật nhiều niềm vui, sức khỏe và xem video lúc nào cũng ủng hộ kênh của mình. Lúc nào cũng bấm nút đăng ký kênh để mà theo dõi được những video mới nhất nha. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye.